Thanh Trường, anh Thư, thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện Lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm một bài học nhỏ với tựa đề Khiêm nhường là chân lý, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh ở Gia Cơ chương 4 từ câu 1 đến câu 11, bản truyền thống Hiệu Đính. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Những sự tranh chiến, xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao? Anh em tham lam mà chẳng được, nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không thể đạt được, nên xung đột và tranh chiến. Anh em không có gì cả, vì anh em không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận được, vì anh em cầu xin với dụng ý xấu, để dùng cho dục vọng riêng của mình. Này, những kẻ ngoại tình kia, anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, người nào muốn kết bạn với thế gian thì người ấy tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Hay anh em cho là vô nghĩa khi Kinh Thánh nói Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta thương mến chúng ta đến nỗi ghen tuông, nhưng ân điển Ngài ban cho càng lớn hơn. Nên Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. Vậy, hãy thuần phục Đức Chúa Trời, hãy kháng cự ma quỷ, thì nó sẽ chạy trốn anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi các tội nhân, hãy rửa sạch tay mình. Hỡi kẻ hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình đi. Hãy sầu thảm, hãy than vang, khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Hỡi anh em, đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Nhưng nếu bạn xét đoán luật pháp, thì bạn không phải là người chấp hành luật pháp, mà là người xét đoán luật pháp. Câu gốc hôm nay được chép trong Gia Cơ chương 4 câu 10. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Một ngày nọ, khi đang suy ngẫm về lý do tại sao Đức Chúa Trời coi trọng sự khiêm nhường đến vậy, Teresa thành Avila, một tín đồ ở thế kỷ 16 đột nhiên nhận ra câu trả lời. Đó là bởi vì Đức Chúa Trời là chân lý tối cao và sự khiêm nhường chính là chân lý. Không có gì tốt trong chúng ta bắt nguồn từ chính chúng ta. Trái lại, nó phát lưu từ dòng sông ân điển. Tại đó, linh hồn được nuôi dưỡng giống như cây trồng bên dòng sông. Và từ mặt trời đó, các công việc của chúng ta nhận được sức sống. Teresa kết luận rằng, nhờ lời cầu nguyện mà chúng ta neo mình trong thực tế đó, vì toàn bộ nền tảng của sự cầu nguyện là sự khiêm nhường, chúng ta càng hạ mình trong lời cầu nguyện, thì Đức Chúa Trời sẽ càng nâng chúng ta lên. Những lời Teresa về sự khiêm nhường làm vang vọng lời Kinh Thánh trong Gia Cơ chương 4. Tại đó, Gia Cơ cảnh báo về bản chất tự hủy hoại của lòng kiêu ngạo và tham vọng ích kỷ, đối nghịch với một đời sống phụ thuộc vào ân điển của Chúa. Ông nhấn mạnh, giải pháp duy nhất cho cuộc đời tham lam, tuyệt vọng và xung đột triền miên là ăn năn về lòng kiêu ngạo của chúng ta để đổi lấy ân điển của Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác là hạ mình trước mặt Chúa, với sự bảo đảm rằng Ngài sẽ nâng anh em lên. Chỉ khi đâm rễ trong dòng sông ân điển, thì chúng ta mới có thể thấy mình được nuôi dưỡng bởi sự khôn ngoan từ thiên thượng. Chỉ trong Ngài, chúng ta mới có thể thấy mình được nâng đỡ bởi chân lý. Lòng kiêu ngạo ngăn trở bạn cầu nguyện và kinh nghiệm ân điển của Chúa thế nào? Bạn đã kinh nghiệm sự tự do khi khiêm nhường cầu nguyện ra sao? Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Lạy Chúa kính yêu, cảm tạ Ngài đã ban sự sống của Ngài cho con. Cảm tạ Chúa vì con không cần phải là ai khác. Cảm tạ Chúa vì trong Ngài, con tìm thấy mọi điều con cần và hơn thế nữa. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa mỗi ngày nhé, và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook
Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.